đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Hương Giang chính thức xác thực tin đồn hẹn hò với bạn trai người Hàn Quốc. Mới đây, trên mạng xã hội đang lan truyền rầm rộ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc thân mật giữa ca sĩ Hương Giang với một anh chàng người Hàn Quốc. Theo như đoạn clip ghi lại, khi Hương Giang cùng một người chị sang Hàn Quốc công tác, đã có buổi hẹn một số người bạn đi ăn uống. Trên mạng xã hội đang lan truyền rầm rộ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc thân mật giữa ca sĩ Hương Giang với một anh chàng người Hàn Quốc. Ngoài ra, chàng trai kia còn có cử chỉ thân thiết với nữ ca sĩ sau khi rời khỏi quán rượu. Chính vì thế mà không ít khán giả cho rằng Hương Giang đã có tình mới. Những hình ảnh trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng, khiến netizen đứng ngồi không yên. Trước tin đồn này, vào tối ngày 11 tháng 1, trên trang cá nhân, đích thân Hương Giang đã lên tiếng đính chính phủ nhận tin đồn hẹn hò với chàng trai người Hàn Quốc này. Nữ ca sĩ viết, độc thân vui tính, không có bạn trai người Hàn nào hết nha, cứu tôi. Có thể thấy, sau chia tay mối tình 2 năm với Mạc Liêu, cô vẫn chưa sẵn sàng bước vào mối quan hệ mới. Bên nhau 2 năm, cùng nhau trải qua không ít thăng trầm trong cuộc sống, khán giả luôn mong ngóng ngày cả hai lên xe hoa về chung một nhà. Từng là một trong những cặp đôi đẹp nhất showbiz Việt, Hương Giang và Mạc Liêu khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối vì công khai đường ai nấy đi sau 2 năm hẹn hò. Trải qua vài mối tình không trọn vẹn, Hương Giang chia sẻ, không có gì là muộn, phụ nữ luôn sợ rằng bây giờ mình bắt đầu lại, liệu có bị muộn, có phù hợp hay không? Mình mong rằng các bạn hãy luôn làm chủ cuộc sống. Nếu chưa hạnh phúc, hãy chủ động làm hết tất cả mọi thứ để có hạnh phúc trọn vẹn, vì ta chỉ sống một lần trong đời. Hiện tại cô đang tận hưởng cuộc sống độc thân sau đổ vỡ chuyện tình yêu. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.